Trong bản tin tối của VTC1 phát sóng ngày 15 tháng 5, chúng tôi đã đề cập về việc người dân trên địa bàn phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên kêu cứu vì trên địa bàn xuất hiện hoạt động bốc rỡ vận chuyển lưu huỳnh lộ thiên với nhiều dấu hiệu không đảm bảo an toàn đối với hàng hóa chuyên biệt, gây ảnh hưởng tới môi trường khi loại hóa chất này liên tục rơi vãi xuống sông. Liên quan đến nội dung này, vào ngày 17 tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Cục Đường thủy Nội địa phối hợp với các bên liên quan xác minh thông tin, có biện pháp xử lý và ngăn chặn chống tái diễn. Hiện bến thủy nội địa của công ty Thắng Lá đã bị tạm dừng, đình chỉ hoạt động từ ngày 18 tháng 5, một ngày sau khi đài VTC phát sóng phóng sự. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, việc cho tàu chở lưu huỳnh cập bến và bốc rỡ hàng hóa tại công ty Thắng Lá thuộc trách nhiệm của Cảng vụ Đường thủy Nội địa, vì đơn vị này đã cho phép bốc rỡ lưu huỳnh tại đây. Điều kiện và giấy phép hoạt động của bến thủy này không được phép bốc rỡ hàng hóa nguy hiểm và cũng không có phương án xử lý sự cố theo quy định của luật hóa chất. Mặc dù trước đó, Cảng vụ Đường thủy Nội địa chính là đơn vị đã cho phép hoạt động bốc rỡ lưu huỳnh tại bến. Nhưng sau khi báo chí phản ánh, ngày hôm qua, chính đơn vị này lại là cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Thắng Lá, vì lỗi khai thác không đúng mục đích so với giấy phép hoạt động đã được cấp. Mức xử phạt là 8 triệu đồng. Để đánh giá tác động môi trường sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Quan trắc Môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã lấy mẫu nước tại vị trí đầu nguồn và cuối nguồn cùng mẫu bùn trầm tích tại bến. Do thời điểm lấy mẫu cách 2 ngày sau khi hoạt động rơi vãi hóa chất diễn ra, nên kết quả phân tích mẫu nước cho thấy các thông số ô nhiễm đều trong mức giới hạn. Vì vậy, Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất phương án cần tiến hành nạo vét khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ và huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, người dân đã liên tục phản ánh về tình trạng tập kết, vận chuyển lưu huỳnh sát mép sông, gây vương vãi khắp nơi và phủ bạt che chắn còn sơ sài. Ngay sau đó, thì Bộ Tài nguyên Môi trường đã vào cuộc kiểm tra, xử lý các đơn vị và cá nhân có liên quan, vi phạm. Còn mới đây, theo phản ánh của người dân gửi về kênh truyền hình VTC1, tại bến thủy nội địa của công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lá, nằm trên địa bàn phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, cũng đã xuất hiện hoạt động bốc dỡ, vận chuyển lưu huỳnh lộ thiên với nhiều dấu hiệu không đảm bảo an toàn đối với hàng hóa chuyên biệt. Vậy thực hư phản ánh này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của các phóng viên. Bến thủy nội địa này được cấp phép hoạt động bốc xếp, vận chuyển hàng hóa thông thường. Thế nhưng vài ngày nay lại xuất hiện tình trạng bốc xếp, vận chuyển hàng hóa chuyên biệt. Gọi là hàng chuyên biệt vì thứ hàng có màu vàng chanh này là lưu huỳnh, chất nằm trong danh mục hàng hóa nguy hiểm, độc hại. Các chuyên gia cảnh báo bụi lưu huỳnh hoặc khí SO2 khi xâm nhập vào cơ thể, nhẹ thì gây ngạt mũi, nhức đầu, nặng có thể khó thở, viêm phế quản, thậm chí là khiến ngộ độc máu gây tử vong. Đây ở đây coi nếu mà quá bức xúc luôn, chất độc của nó lưu huỳnh nó là độc hại. À, mỗi một lần nó chở này mà dân ở đây là rất khó chịu, mà có khi ho, cái thời kỳ mà nó chở nhiều là ho, mà trẻ con ốm nhiều. Thì bây giờ mong muốn nhà nước bây giờ là cấm nó đi, đừng để vận chuyển cái chất cấm này nữa. Ở nhà trong cháu thì mới cứ bảo sao nó lại vàng kia, thì đứa con nhà cô nó mới bảo là đấy là lưu huỳnh nó bị độc hại lắm. Thế cho nên là từ hôm nay cô cũng chả dám đưa cháu ra ngoài này chơi nữa. Sợ chứ, nhà có cháu bé rồi thì có trẻ con nào, cho nên là cũng rất chi là sợ. Dù là chất độc hại nhưng việc bốc rỡ, vận chuyển lại chẳng khác gì so với hàng hóa thông thường. Không một biện pháp phòng ngừa sự cố. Vì thế lưu huỳnh vương trên nền bãi, rơi xuống sông và tan vào nước. Cái đó thì nó hơi khó, nhưng mà hầu hết là cái hiện tượng đó là không có, bởi vì cái giá trị này nó là giá trị cao, cái gầu nó rất kín, không phải người ta bốc cả một cái gầu đầy lên được, bởi vì cái việc này giữa cái giao nhận giữa người mua và người bán cũng như người vận chuyển, cái này nó là theo những cái hợp đồng mà người ta đã ký. Những gì còn sót lại tại hiện trường đang chứng minh
điều ngược lại. Lưu huỳnh rơi vãi khắp nơi, nhuộm vàng cả một khu. Số lưu huỳnh còn trên tàu chưa vận chuyển hết cũng cứ thế để lộ thiên, dù đây là điều cấm. Đương nhiên nó độc hại hơn vì nó nằm trong danh mục hàng hóa nguy hiểm. Và vì nó nằm trong cái danh mục hàng hóa nguy hiểm, thế trường hợp họ không đậy bạt, họ vẫn cứ để lộ thiên như thế thì có được phép không ạ? Thì cơ quan quản lý sẽ nhắc nhở cái việc đó. Không được. Ví dụ như hiện tại bây giờ là họ vẫn đang như thế, tính toán rồi là họ không có xe đậy bạt thì cả vẫn nguyên như thế đấy ạ. À thế ạ. Thế về việc này thì tôi cũng sẽ yêu cầu chỗ chủ bến cũng như yêu cầu với anh em trong đơn vị là sẽ tăng cường giám sát cái việc này để không để cái hiện tượng xảy ra. Dù việc bốc rỡ, vận chuyển lưu huỳnh có dấu hiệu không đảm bảo quy trình diễn ra một cách công khai trong nhiều ngày, thế nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết. Chúng tôi thì chỉ thấy là anh cũng vận chuyển hàng hóa là thông thường thôi. Nếu như trong trường hợp họ không vận chuyển những hàng hóa thông thường mà họ vận chuyển những hàng hóa chuyên biệt thì sao ạ? Không chỉ một đâu ạ, có rất nhiều những hoạt động như thế này diễn ra suốt cả buổi chiều ngày hôm qua. Đó. Thì chúng tôi thấy là không thể được, không thể được. Báo cáo đồng chí như vậy, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng xem xét cái trường, cái vận chuyển như thế này. Nghĩa là ở đây nếu mà vận chuyển như mình là không đúng ạ? Lợi nhuận thì doanh nghiệp hưởng, còn thứ mà người dân nhận về là nỗi lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của bản thân và gia đình khi phải sống trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm chất độc hại từ lưu huỳnh. Dù nằm trong danh mục hàng hóa nguy hiểm có khả năng gây độc tới môi trường và sức khỏe con người khi tiếp xúc, nhưng theo phản ánh của người dân tại bến thủy nội địa thuộc phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đang xuất hiện tình trạng bốc dỡ vận chuyển lưu huỳnh lộ thiên có nhiều dấu hiệu không đảm bảo an toàn. Quá trình bốc dỡ lưu huỳnh tại đây thay vì tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt diện hàng hóa độc hại thì lại có nhiều dấu hiệu bốc dỡ vận chuyển lưu huỳnh lộ thiên không đảm bảo an toàn. Cụ thể, trong quá trình bốc dỡ, một lượng không nhỏ lưu huỳnh vương trên nền bãi, số khác rơi xuống sông và tan vào dòng nước. Được biết, bến thủy nội địa này được chính quyền cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lá hoạt động bốc xếp vận chuyển hàng hóa thông thường. Dù việc bốc dỡ vận chuyển lưu huỳnh có dấu hiệu không đảm bảo quy trình diễn ra một cách công khai trong nhiều ngày, nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết. Chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn về những nghi vấn liên quan đến hoạt động bốc dỡ vận chuyển lưu huỳnh có nhiều dấu hiệu không đảm bảo an toàn. Kính mời quý vị theo dõi trong những bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, ở các bản tin trước chúng tôi đã đề cập thực trạng hoạt động khai thác cát khiến hàng chục ngôi nhà tại xóm Bãi, thôn Vân Hội, xã Phong Vân, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội bị nứt toác. Hệ thống đê kè bị sói lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Trao đổi với phóng viên VTC, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra sơ bộ, trong đó có nguyên nhân dẫn đến tình trạng lún nứt nhà dân tại Ba Vì. Sao bên Ninh Cú mà đỗ không? Đừng đỗ bên này nữa, bên này lở hết rồi. Các chú đỗ từ dưới kia rồi, chúng tôi đuổi các chú lại đi lên đây, mời các chú đi chỗ khác mà đỗ đi. Các chú có nghe cái cảnh dân ở đây người ta khốn khổ như nào? Từ nhiều tháng nay, cứ đến buổi tối, người dân xóm Bãi, thôn Vân Hội lại cắt cử nhau đi tuần dọc đường đê ven sông để xua đuổi tàu hút cát neo đậu nhằm bảo vệ những ngôi nhà khỏi nguy cơ bị đổ sập bất cứ lúc nào. Các tàu ở nơi khác đến đời hút cát rất lớn, toàn tàu to, mở hút rất nhiều, mới ngày nay làm cho dân ở đây cuộc sống nó như gần như đảo lộn. Chỉ có lo làm nào đuổi được thuyền đi, không có sục hút thì nhà xuống sông lúc nào tôi không biết. Mấy chục hộ gia đình hiện nay đã nứt nhà, có những nhà bây giờ là phải bỏ nhà mà đi chỗ khác. Có những cái nhà mà bây giờ như ở như vậy đêm mưa gió, động có gió bão là phải chui xuống bếp. Hoặc là chui xuống nhà tắm. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về hiện tượng nứt, chuyển vị tại kè Phong Vân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện khảo sát thực địa đối với khu vực này. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, việc khai thác cát đã tạo thành hai hố sói sâu từ 3 đến 7 mét ở lòng sông Đà. Nền địa chất khu vực yếu, bờ sông được cấu tạo bởi các trầm tích bở rời, dẫn đến hiện tượng sạt lở, nứt nhà dân ở huyện Ba Vì. Do sự suy giảm lòng dẫn do mất cát
thứ hai là do dòng chủ lưu có dịch chuyển, có xu hướng dịch chuyển về phía kè Phong Vân và đã tạo ra hai hố sói rất là lớn. Mật độ xây dựng lớn cũng tạo nên những cái áp lực lên và tạo nên cái nguy cơ gây sạt lở. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có văn bản đề nghị huyện Ba Vì tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn khu vực sạt lở, không cho người dân qua lại, chủ động di rời người và tài sản ra khỏi khu vực đang sạt lở, cũng như kịp thời ngăn chặn khai thác cát trái phép để ổn định lòng dẫn. Ủy ban dân huyện Ba Vì theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở. Nếu xảy ra những cái tình huống mất an toàn, phải chủ động xử lý theo giờ đầu, theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tổng hợp báo cáo theo quy định. Ngày nào những con tàu còn ra vào tấp nập thì những vết nứt như thế này sẽ ngày một kéo dài và hàng chục hộ dân như gia đình anh Lịch sẽ phải rời bỏ chính ngôi nhà đã gắn bó bấy lâu nay. Cái nứt lún này là quá nguy hiểm, thực tế đấy là quay như này không ai dám ở, không ở nổi, nên gia đình chúng tôi phải di chuyển sang ra đất ngoài.